có sợ hãi đấy, có cách ly đấy, có hốt hoảng tích trữ đấy, có nhiễm bệnh đấy, thậm chí có tử vong đấy. Nhưng nghe nói ở Sài Gòn, sau nhiều năm sống trong tiếng ồn, nay lại được nghe tiếng chim ca. Sau mấy tuần yên ả, bầu trời giờ đây chẳng còn khói đen bụi bặm, nhưng xanh và trong. Nghe nói dưới sân các bệnh viện dã chiến, người ta hát cho nhau nghe, hát vang qua những quảng trường vắng bóng người. Và người ta cứ để cửa sổ nhà mình luôn mở, để những ai phải sống lẻ loi nghe được âm thanh của những gia đình xung quanh. Nghe nói nhiều nhóm thiện nguyện Bắc Trung Nam đang tặng và chuyển đồ ăn miễn phí cho những ai không thể ra khỏi nhà. Hôm nay một chị phụ nữ tôi quen biết đang bận phát cho bà con lối xóm tờ rơi. Trên có ghi số điện thoại của chị để người già có thể gọi ai đó khi cần. Cũng hôm nay, các nhà thờ và hội đường, đền thờ và chùa chiền đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, bệnh tật, kiệt sức. Khắp đất nước, người ta đã sống chậm lại và trầm tư. Khắp đất nước, người ta đang nhìn người lạc diện bằng ánh mắt mới. Khắp đất nước, người ta đang bừng tỉnh trước một thực tại mới. Họ biết mình thực sự mạnh đến đâu, biết mình thực sự bất lực đến cỡ nào, và biết đâu là điều thực sự quan trọng để rồi sống yêu thương. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và nhớ rằng có sợ hãi đấy, nhưng không cần phải hận thù. Có cách ly đấy, nhưng không cần phải khép mình cô độc. Có hốt hoảng tích trữ đấy, nhưng không cần phải bần tiện. Có nhiễm bệnh đấy, nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật. Thậm chí có tử vong đấy, nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh. Hãy thức tỉnh để lựa chọn xem giờ đây bạn phải sống thế nào. Hôm nay hãy hít thở đi, và hãy lắng nghe mà xem đằng sau những ồn ào vì hoảng loạn của bạn, chim lại đang hót, bầu trời trong xanh, mùa xuân đang đến, và chúng ta luôn được bao bọc bởi tình yêu. Hãy mở những cửa sổ của tâm hồn bạn, và dẫu lúc này bạn không thể tiếp xúc với ai qua quảng trường vắng bóng người, nhưng cứ hát lên nhé.